Rồi nhắc lại nè. Ví dụ một người tập luyện với cường độ thấp dùng để phát burn nè, đốt mỡ trong vòng 20 phút. Được chưa? Cái đây là cái mệnh đề. 20 phút với tốc độ 3.0, 3 dặm 1 giờ. Thì khả năng là đây là khoảng tắt 3 dặm 1 giờ. 4 km rưỡi. Đó, là 0.8, mức này 0.8 so với cái bảng trên này. Thì trong cái mức 0.8 đây thì các bạn có thể thấy là lượng năng lượng, cái phần trăm calorie dành cho nó đốt từ carbohydrate á, nó thấp hơn so với từ chất béo, nên người ta muốn dùng con đường này để đốt. Hiểu vấn đề không? Đây, con đường này để đốt được chất béo nhiều hơn, người ta cho là như vậy. Rồi, thì cái lượng 67% năng lượng từ chất béo nè và 33% từ carbohydrate. Thì trong cái quá trình đi đó thì cứ mỗi phút người này tốn được 4,8 calorie. Trong 4,8 đó thì có 3,2 tương ứng với 67%. 3,2 thì từ chất béo và 1,6 từ carbohydrate. Rồi nó lại ha. Đây, khúc này nó từng cái một đi để mình dễ coi. Rồi. Do đó thì sau 20 phút cái người này đốt được tổng cộng 64 calorie. Đó. Fat 64 calorie từ fat và 32 từ chất béo thì tổng lại là bao nhiêu? Tổng lại là 98, 96. Được chưa? Ghi cái tổng lại giùm mình. Tổng calorie họ đốt làm 96 ha. Và trong đó là 64 từ fat và 32 từ carbohydrate. Ok. Được chưa? Nó chốt cái này chưa? Hiểu chỗ này chưa? Vấn đề gì không? Ok. Để mình qua phần tiếp theo. Ok, hiểu nha. Rồi rồi. Rồi, đó là cái ví dụ đầu tiên. Cũng người này nhưng họ double cái intent lên. Double intent lên thì họ đi 6 dặm 1 giờ cũng trong 20 phút luôn. Đây, 6 dặm 1 giờ cũng trong 20 phút thì theo cái bảng này thì họ nằm ở trong cái zone nào đây? Cái zone của họ là 86 86 85 86 đây. Thì cái lượng carbohydrate nó đốt nhiều hơn so với lượng chất béo ha. Đó, bắt đầu tăng intent lên thì người, theo lý thuyết là tăng intent lên thì bắt đầu dùng đường nhiều hơn so với chất béo. Thì đây là cái ngưỡng 0,86. Thì cái ngưỡng 0,86 này thì trong đó 54% năng lượng từ đường cao hơn so với năng lượng từ chất béo. Cái người ta sẽ hỏi là ủa, tôi đâu muốn đốt đường, tôi muốn đốt chất béo mà, người tôi mỡ quá, tôi muốn đốt chất béo nhiều hơn. Hiểu vấn đề chưa? Vấn đề người ta đang muốn đốt chất béo đó, người ta nghĩ là như vậy. Thì trong lúc này cứ một cái pace này, duy trì cái pace này thì trong vòng 1 phút họ đi được tới tận 9,75 calorie so với cái 4.8 này trên này. Được chưa? Ở dưới này được 9,75 đó. Câu chuyện là tổng calorie họ tốn sẽ nhiều hơn, đó là một. Thì trong 9,75 này á thì nó có cái gì? Thì nó có 5,2 từ đường và 4,48 từ chất béo. Nó này lại 5,2 từ đường và 4,48 từ chất béo. Thì nhân với 20 phút họ đi như vậy thì họ tiêu thụ tổng cộng 104 calorie từ carbohydrate và 90 calorie từ fat. Rồi, thấy sự khác biệt chưa? Thì khi tổng lại này thì cái người này đi cũng 20 phút mà cường độ cao hơn. Họ đã đốt được 194 calorie và cái lượng fat của họ đốt nó cũng cao hơn luôn, nó đạt cái tổng nó cao hơn luôn. Tức là nói lên chuyện gì? Nói lên cái chuyện là để tối ưu hóa cái việc tập, cùng một thời gian mình nên tăng cái cường độ cao hơn. Còn nếu mình không tăng cường độ cao hơn, mình phải kéo dài nó nhiều hơn. Ví dụ ở trên muốn cái ngựa trên, ví dụ phải đi 40 phút mới bằng người dưới này đi 20 phút. Nên mục tiêu mình tập luyện là cố gắng tăng cái intent mình cao lên, càng ngày càng tăng cao lên, chứ không phải cố gắng càng ngày càng đi lâu hơn. Hiểu câu chuyện không? Ok. Hiểu không mọi người? Đây. Đó, chốt lại nè. Từ việc tăng intent này lên thì tổng lượng calo đốt từ fat, đốt từ chất béo với cùng thời gian mình đầu tư cho cái việc đó được tăng lên so với cái chuyện là đi bộ cường độ thấp.
tăng lên khoảng 50%. Đây. Đó, thì cái phần ở trên người ta mới nói là cái ngộ nhận của mọi người là cardio cường độ thấp thôi để nó đốt chất béo, đúng là đốt chất béo. Nhưng mà cái bức tranh lớn hơn là khi tăng cường độ cao nó vẫn đốt chất béo chứ không phải không. Người ta ghi nó là đốt ít hơn, nhưng mà cuối cùng cái tổng của nó tiêu thụ calo lại cao hơn. Nên cuối cùng mình phải cố gắng tăng cái intent mình càng ngày càng cao lên, chứ không phải cố gắng càng ngày đi càng lâu lên. Ok, hiểu không mọi người? Alo. Hiểu hiểu. Nói chung là nên tập trung vào cái tổng calo mà mình tổng calo mất, tiêu thụ chỉ là cái phần trăm mà tiêu thụ từ chất béo hay là từ carbohydrate. Nên nhìn vào cái tổng nhiều hơn so với là tôi suốt ngày cứ tập trung vô tôi phải đốt béo bao nhiêu. Và cái cách để tăng cái lượng calo đốt đi nhiều hơn trong cùng một thời gian là tăng cái intent, tăng cái độ khó lên, tăng cái mức tập luyện nặng hơn. Đó. Thì đó là kết thúc của bài số 4. Bài số 4 hơi bị nhức đầu, hơi bị nhiều thông tin. Nhưng đây là cái mà trainer hoặc người tập nên biết, ai cũng phải biết về cái chuyện chuyển hóa như thế nào. Từ những cái này thì sau này mình mới hiểu tại sao có những kiểu hình tập luyện như vậy. Ví dụ tập luyện cường độ thấp là sao, còn cường độ như nào là cao, tại sao là bao nhiêu day rep, bao nhiêu day set chẳng hạn vậy, rồi tại sao phải nghỉ nhiêu day phút. Đó, đó là cách lên chương trình. Nếu mà mình nắm được cái này tốt á, thì cái phần sau mình đi nhanh lắm. Rồi, đây là hết bài số 4. Bài số 5, mình sẽ tìm hiểu về Human Movement Science, là những cái chuyển động của cơ thể người theo góc nhìn khoa học. Rồi, mình sẽ có học về các chức năng của các mặt phẳng nè. Các chức năng mặt phẳng, rồi các chuyển động cơ bản, rồi cách mà các cái cơ hoạt động đối với cái lực tác động lên cơ thể này kia nữa. Rồi cách mà motor learning là các cái thần kinh cơ nó học từ những chuyển động như thế nào. Rồi, mọi người nhắc lại cái chỗ này. Đây là cái phần cấu tạo nên một cái chuyển động của mình, thì nó bao gồm những thứ này: cơ thể, hệ thần kinh cơ, hệ thần kinh trung tâm, nervous system, CNS nè, rồi hệ cơ xương và hệ cơ. Rồi, một lưu ý chỗ này, nếu một trong các phần đó của cái kinetic chain này bị tổn thương hoặc hoạt động không đúng chức năng, đều sẽ dẫn đến toàn bộ cái chuỗi vận động đó gặp vấn đề và dẫn đến cái hiệu suất vận động bị không được tối ưu. Hiểu là không được tối ưu, tức có nghĩa là thay vì mình có thể làm được những thứ tốt hơn nhưng mình đã bị giới hạn lại. Rồi, trong chương này mình sẽ học những cái khái niệm chung, những cái từ ngữ chung để sau này mình đọc một cái tài liệu đó. Ví dụ tại sao có cái bài gọi là lateral raise, giống như tại sao front raise, tại sao gọi nó như vậy, lateral giờ bên hông bên giờ phía trước gì đó, tại sao đặt tên như vậy. Đó, thì cái chuỗi vận động nó sẽ gồm những yếu tố này. Một cái chuyển động nó được ghi nhận vào trong môi trường bên trong. Môi trường bên trong là hệ thần kinh đó, hệ thần kinh. Rồi bắt đầu đưa ra hệ, cũng là hệ thần kinh truyền đến những cái cơ quan như tay chân, da này kia nọ, những gọi là ngũ quan của mình đó, cũng ngũ quan nhập vô rồi đưa ra ngoài, tổng hợp các thông tin lại với nhau, đưa lên hệ thần kinh rồi đưa ra cái hướng phản ứng so với cái điều kiện của môi trường. Đó là một cái dòng tuần hoàn liên tục. Rồi, thì đây mình có những cái chính này, những cái từ terminology là từ chuyên môn phải không, nãy chưa dịch anatomic terminology, line of motion những mặt phẳng chuyển động, rồi khớp chuyển động như thế nào, cơ chuyển động thế nào. Rồi, force couple là những cơ đối xứng hỗ trợ nhau hoạt động như thế nào, tầm quan trọng của nó. Lever là những cái đòn bẩy trong cơ thể. Rồi, lực và tốc độ lực. Rồi, ok, đầu tiên nhìn cái hình trước. Đây, mọi người thấy hình không?
Thì mình lấy cái trọng tâm cơ thể là cái trục, giống như cái trục này ha, đi giữa từ trên xuống nè. Và đối với người nhìn ngang thì nó đây, từ trên đỉnh đầu đi thẳng xuống cột sống, xuống dưới tới chân luôn. Thì nó có gọi như là những cái gì, nó có những cái tên gọi như thế nào? Thì đầu tiên là proximal superior. Superior, superior là ở trên. Mình cứ hiểu là ở trên ha. Cái này ở trên cái kia thì là superior. Còn ở dưới là inferior. Superior, inferior, ok. Giống như là mình có thể nói cái đầu là superior so với cái cổ, để mình xác định vị trí của nó. Lý do người ta đặt như đặt những cái tên này để khi mình đọc những cái tài liệu mà có giải phẫu chẳng hạn, thì người ta nói à cái cơ này nằm phía trên cơ kia, thì người ta sẽ dùng bằng hai cái tên của cơ, một cái tên cơ này và superior của cơ kia đó. Thì mình đang ví dụ là cái đầu ở trên cái cổ, hoặc cái đầu ở trên cái vai thì là cái head ở trên, superior ở trên cái vai, trên cái shoulder. Rồi tương tự thì cái bàn chân inferior so với cái đầu gối đó. Rồi thì có phía trước phía sau, phía trước là anterior, phía sau là posterior. Ok, thì sau này ví dụ người ta kêu tập luyện chuỗi sau cho nó mạnh lên thì nó sẽ gọi là posterior chain, là chuỗi, nguyên chuỗi phía sau, từ lưng trên, lưng dưới, mông, đùi sau, bắp chân, thì mình gọi chung là chuỗi sau chẳng hạn vậy. Rồi tới cái proximal. Proximal là cái, ở đây nó kêu là cái gần với trọng tâm cơ thể nhất, nearest, so đây, nearest the center of the body. Và cái distal là cái xa so với trọng tâm cơ thể. Ví dụ một cái điểm này gần với một cái điểm kia, và gần cái trọng tâm cơ thể là gần với cái cột sống ở trong giữa nè, thì mình thể nói cái ngực nó sẽ proximal hơn so với cái cánh tay, và cái cánh tay nó distal so với cái phần bụng, cái phần cột sống. Hiểu vấn đề chỗ này không mấy bạn? Hiểu cách gọi tên, cách đọc tên không? Alo. Cái proximal với lại cái distal nghe em rõ lắm. Cái proximal ở đây định nghĩa proximal là cái điểm gần nhất với trọng tâm cơ thể, hoặc là một cái điểm gần nhất so với một cái điểm đã được giới thiệu. Đây. Ví dụ cái đầu gối thì proximal với cái hông hơn cái cổ chân. Được chưa? Đây nhìn xuống. Cái đầu gối Vậy là đầu đây. gối sẽ gần với cái chỗ cái cổ chân hơn là cái chân, đúng không? Ý là vậy. Đầu gối đây, đọc lại nè, đây nè, đầu gối gần gần với cái hông Là cái cẳng ha, chân, à cái hơn an ankle là hơn cái cái cổ gót. chân, cái gót cổ chân nè. Ừ. Đây Hiểu rồi, hiểu thì rồi. người ta lấy cái điểm điểm này là điểm hông nè, cái hông nè, thì cái gối nó proximal so với cái hông hơn so là cái cổ chân đó. Ok, rồi còn distal là gì? Ví dụ cái đầu gối thì nó lại distal, nó gần với lại cái hông hơn so với cổ chân. Hiểu cái chỗ này không? Ok, Đó, đó. Đó. The ankle is more distal than the hip. À đúng rồi. Distal là xa hơn ha. Proximal, đây nó mình nhớ theo cặp đôi cho sẽ dễ hơn. Superior trước. Ấy không lại. Superior trên. Inferior dưới. Proximal là ở gần. Distal là xa. Đó, mình có thể note ra. Note ra thôi. Ghi trên, dưới, gần, xa gì đó để mình dễ nhớ. Anterior là phía trước. Ví dụ đây là gì? Cái cơ đùi nó ở phía trước, so nó ở mặt trước. Cái cơ mà quad tricep đó, nó là cái tên cơ luôn đó. Quad tricep nó ở mặt trước của cái phần đùi. Đây, quad tricep là cái phần trước này nè. Tên nó là quad tricep luôn. Đó là anterior, anterior ha. Thì tương tự posterior của cái phần phần đùi này là gì? Là hamstring chẳng hạn. Ví dụ đây, hamstring. Đó. Để mình biết khi mà đang nói cái này cái kia, proximal posterior này kia là cái gì, mình biết. Rồi. Rồi medial. Medial là cái gì? Medial là những cái mà vị trí gần vào cái đường midline của cơ thể, cái đường midline đây. Cái hình nhỏ này ha, dọc từ trên xuống. Thì medial là những cái đi hướng vào trong thì gọi là medial. Ví dụ thì là cái gì? Adductor, adductor. Adductor là cái gì? Là cái cơ đùi trong này nè.
bên trong cái đùi mình có một cái cơ phía trong, mặt trong á, mặt trong của đùi thì gọi là cơ cơ medial. Medial, vì tại sao, vì nó mình gọi nó là medial tại vì nó gần với cái đường midline hơn đó, so với rồi đây à, hoặc là một cái cơ khác, nó ví dụ khác là ví dụ như sternum thì nó medial, nó hướng vào trong nhiều hơn so với cái vai. Sternum là cái gì, để coi lại cái sternum. Sternum, sternum. Ủa, sao không ra sternum, Hàng chữ bọn này hình chữ R, hiệu chữ R, sternum. Sternum đây à, cái xương ức này thì nó, mình có thể thấy là nó nằm ngay ở cái trục giữa luôn, nó gần hơn nên gọi nó là medial hơn so với cái phần vai là shoulder, được chưa? Đó, sternum nó gần cái trục giữa hơn. Rồi đây là những cái tên gọi dựa trên cái trục giữa này ha. Rồi lateral là những cái đi ra ngoài xa hơn so với cái trục ở giữa. Lateral ví dụ như là những cái vị trí mà đi xa ra so với cái đường midline ở giữa nè, thì ví dụ như cái lỗ tai thì nó nằm lateral side, tức là xa hơn so với cái đầu, nó nằm bên ngoài cái đầu đó chẳng hạn vậy. Rồi tương tự đây mình có contralateral. Contralateral là hai điểm đối xứng. Ví dụ trong hình nè, bàn tay với lại cẳng chân bên này, bàn tay trái và cẳng chân phải là hai điểm đối xứng với nhau qua cái trục giữa này. Rồi một cái nữa là ipsilateral thì nó là cùng bên, cùng bên bàn tay phải và bàn chân phải cùng bên so với trục đối xứng. Ok, các bạn hãy note sao cho nó dễ nhớ, viết tắt thôi cho nó dễ nhớ không ạ. Còn có thể ghi thêm vài ví dụ để cho nó dễ hình dung hơn. Ipsilateral đây, ví dụ như bàn chân phải cùng mặt phẳng thì gọi là ipsilateral so với bàn tay phải. Đó. Rồi đây là cái phần để có thể mình chụp cái hình này mình gửi cho các bạn để các bạn dễ nhớ hơn. Đó, nhìn cái hình này là nói được hết rồi ha. Rồi tiếp theo mình đến những mặt phẳng chuyển động. Mình có ba mặt phẳng chính mà ai cũng phải biết ba mặt phẳng này, đó là sagittal, frontal với lại transverse. Thì dùng ba cái hình này. Frontal đây, mặt phẳng frontal tưởng tượng có một mặt phẳng cắt đôi cái người mình, chia làm mặt trước và mặt sau, chia mặt trước mặt sau nên mình có thể hiểu là front, trước và sau, frontal chia thành mặt trước mặt sau. Ok, rồi cái này chia cơ thể mình, sagittal là mặt phẳng chia cơ thể thành bên trái và bên phải là sagittal. Rồi mặt phẳng transverse là chia người mình làm đôi ở vị trí trung tâm, ở ngay giữa nè, giữa thân mình đó. Rồi ở đây thì nó nói lên cái gì? Mặt phẳng, rồi đi từng cái đi ha. Sagittal chia cơ thể thành mặt trái phải, thì những cái hoạt động nào, những cái động tác nào trong cùng mặt phẳng của nó, cùng mặt phẳng và song song thì mình gọi gọi chung nó là hộ mặt phẳng sagittal. Rồi để kiếm mấy hình ví dụ đi cho dễ. Ví dụ bicep curl, động tác cơ bản nhất. Theo các bạn bicep curl vậy thì cái bắp tay này đang thuộc, cái động tác này đang thuộc mặt phẳng nào? Bicep curl. Trái phải. Đúng, phẳng trái phải. Ok, đúng rồi. Nó thuộc mặt phẳng trái phải, tức là mặt phẳng sagittal. Sagittal ha. Rồi tiếp theo, ví dụ như động tác hip hinge. Hip hinge là cái gì? Hip hinge là cái động tác đánh liếp á. Đây. Thì là nó nằm mặt phẳng nào? Cái giữa. Rồi, nằm ở giữa. Cũng là sagittal luôn. Ok. Vậy lateral raise, nó nằm mặt phẳng nào?
5 mặt phẳng nào? Động tác này. Quân. Cái này là transfer đó. Không, cái này là mặt phẳng chia mặt trước mặt sau á, là frontal, là phẳng frontal. À. Rồi. Để biết nó thuộc mặt phẳng nào thì những cái động tác đó hoặc là những cái khớp đó nó nằm song song hoặc cùng chiều, nằm trùng lên mặt phẳng thì nó sẽ thuộc mặt phẳng đó. Như cái này các bạn thấy nó giơ hai tay hai bên nè. Thì cái mặt phẳng nó trùng với lại, nó trùng mà nó song song cái phần cơ vai của mình nè. Cái cơ này đang hoạt động ha. Nó trùng chung với mặt phẳng mà chia mặt, chia cơ thể mình ra trước sau. Hiểu không? Hiểu không? Nó trùng mà song song. Để xác định mặt phẳng nào á thì cái động tác đó, cái phần cơ đang hoạt động đó sẽ trùng hoặc song song đối với cái mặt phẳng đó luôn. Rồi quay lại mặt phẳng đây. Phần tò này thấy không? Lúc mà giơ hai tay hai bên thì động tác lateral raise thì nó nằm trong mặt phẳng này. Được chưa? Còn bicep curl thì đứng trong mặt phẳng này, khi tay gập lên là song song với mặt phẳng này thì nó là thuộc mặt phẳng sagittal. Mà mình xem cái gì? Mình xem cái cơ đang hoạt động chính trong cái động tác đó. Như bicep curl là cơ này, nó gập lên co xuống trong mặt phẳng này. Còn lateral raise thì cơ này co lên co xuống đây. Đó cơ vai. Rồi. Ví dụ cho mặt phẳng transverse. Mặt phẳng transverse là động tác ví dụ như woodchuck, chặt củi. Đây, woodchuck là mình xoay. Mình xoay ở phần hông. Đó, mình cũng tương tự song song hoặc trùng. Là cơ thể mình xoay phía trên, xoay xung quanh mặt phẳng đó, nó cắt mình làm đôi. Tưởng tượng nó cắt mình làm đôi, mình xoay thì cái trục xương sống mình sẽ xoay, phần bụng mình sẽ xoay nè. Đó, trùng hoặc song song sẽ mặt phẳng đó. Rồi đi xuống cái bảng này. Ví dụ về mặt phẳng đây và những động tác nè. Thì có trong một mặt phẳng đó nó sẽ có những động tác gì? Động tác flexion, extension. Flexion là gập và extension là duỗi. Ok. Thì gập và duỗi thì nó có cái gì? Ví dụ những động tác cụ thể đây. Bicep curl, tricep push down. Tricep push down là extension. Mình có thể gọi là tricep extension. Để các bạn biết để làm gì. Ví dụ sau này mình muốn tập tricep thì mình có thể dùng tricep extension. Ví dụ mình không nhớ cái chữ push down là cái gì hết chẳng hạn, thì mình chỉ cần gọi tên cơ và gọi tên chuyển động thì nó sẽ ra được cái đó. Ví dụ như các bạn muốn tập về phần cơ hông, khớp hông chẳng hạn, hip flexor. Đó lý do tại sao có những chữ flexion, flexor đây nè. Hip extension chẳng hạn, extension là nó sẽ ra những cái bài về extension, là duỗi hông, những bài tập duỗi hông chẳng hạn. Đó. Còn hip flexion thì nó sẽ ra những bài tập về flexion. Đây là cách để mình sau này mình tìm những cái bài tập và những cái động tác. Đó. Hip là cái hông đây nè ha. Cái hông, cái phần xương chậu á. Thì khi mà cái đùi gập lên thì cái phần hip này nó cong lên. Rồi đó. Đó là cách gọi tên. Trong động tác squat chẳng hạn, squat cũng thuộc sagittal luôn. Tại sao? Đó, khi mình tưởng tượng khi mình squat xuống thì động tác mình đi song song nè. Tất cả nhóm cơ đều đi song song với mặt phẳng này. Hiểu không mọi người? Có bị rối chỗ nào không? Alo. Hello. Hiểu phát ạ. Ok. Ok. Rồi. Đó, bên cạnh squat mình có front lunges, bước tới bước lui, động tác bước ha. Rồi, động tác calf raise là động tác nhón chân. Bước đi cũng là thuộc mặt phẳng sagittal, bước tới, chạy, nhảy lên, bước lên cầu thang, đó đều thuộc mặt phẳng sagittal hết. Mặt phẳng frontal thì nãy có gì, lateral raise nè, side lateral raise. Side lunges là bước ngang side lunges hoặc là side shuffle. Side shuffle là chạy qua chạy lại hai bên đó. Thì trong mặt phẳng này ở trên thì có flexion extension, còn này thì nó có những cái động tác gập vào và mở ra.
Ví dụ cũng là ví dụ như là cái hip hồi nãy luôn. Cái hip này nó có chuyển động nhiều kiểu lắm. Nãy mình đã có hip flexion, hip extension. Thì bây giờ mình thử tới hip abduction là nó sẽ mở ra ngoài. Abduction tức là khi động tác đi ra ngoài khỏi trục cơ thể nè thì gọi là abduction. Abduction, abduction. Còn nếu mà nó đi ngược về cái trọng tâm cơ thể thì mình lúc này mình gọi là adduction. AD. Đó, khi những động tác mà kéo ngược về so với trọng tâm cơ thể thì là adduction, gọi là adduction. Còn đi ra khỏi trọng tâm cơ thể gọi là abduction, abduction. Một cái AB, cái AD. Nhớ cái điểm khác biệt giữa cái AB với AD này ha. AB là đi ra ngoài, còn AD là đi vô. Cái điểm để so sánh là điểm trọng tâm cơ thể. Rồi, lateral flexion, inversion, inversion. Rồi, cái chụp ở đây là mình xem chụp phía trước phía sau. Silent. Rồi, mặt phẳng transverse. Mình có internal rotation. Ví dụ như bàn tay xoay vô xoay ra, bàn chân xoay vô xoay ra. Rồi xoay qua trái, cái đầu xoay qua trái, đầu xoay qua phải thì nó nằm trong mặt phẳng transverse ha. Hoặc là động tác mình vặn người á, xoay người qua trái, xoay người qua phải là nằm trong mặt phẳng transverse. Rồi horizontal adduction, abduction. AB, AD thì mình đọc vô mình sẽ hiểu là đi ra hoặc đi vào gần với trọng tâm cơ thể. Horizontal là cái trục ngang. Rồi, thì nó ví dụ của nó là những cái động tác gì? Động tác xoay cột sống nè, xoay qua xoay lại. Động tác ném nè, xoay người xong ném banh chẳng hạn. Golfing, động tác swing cái gậy đánh golf. Swinging a bat này không biết. Swinging a bat, ai biết là gì không? Quân biết không Quân? Swing a Swing a bat là giống là xoay cái transverse, xoay cái hông rồi đánh đánh cái gậy trong baseball đúng không? bat. À, có Đánh thể gậy. vậy. Đó, thì những động tác mà xoay á, xoay người, xoay cái trục cơ thể thì nó nằm trong mặt phẳng transverse. Ok. Rồi. Ở đây có một số động tác và tên gọi để mình nắm để sau này mình tìm bài tập đồ nó dễ. Flexion extension movement là động tác gập và duỗi cùng một vị trí, ví dụ như cổ chân, đầu gối, hông, cổ của mình, cánh tay chẳng hạn, cùi chỏ đều có flexion và extension hết nha, chứ nó không có bị chỉ có một mà nó là có cả hai ha. Rồi như cổ chân, khi mà mình gập cổ chân lên, riêng cổ chân là cái này lưu ý nó đều là flexion chứ nó không có cái ankle extension ha. Tại vì khi mà người ta so sánh gập lên phía trước vậy á thì nó có cái cơ dorsal, mình gọi dorsal flexion là cơ này nó gập lại, chỗ này gập lại. Còn lúc mình gặp duỗi xuống như vậy thì nó lại không đánh giá chỗ này mà nó đánh giá cái mặt sau nè. Thì nó lại là kéo phía sau lên thì nó vẫn gọi là flexion luôn. Nên hai cái đối với cổ chân đều là flexion hết chứ nó không có extension. Đó, riêng cái này thì lưu ý thôi. Thì gập lên thì gọi là dorsal flexion, còn gập xuống thì là plantar. Cái dorsal, cái plantar. Rồi đầu gối cũng vậy, đầu gối gập lên thì gọi là knee flexion. Đầu gối thẳng chân xuống, trạng thái mình đang đứng thì gọi là knee extension. Thì lúc này sau này mình gặp ví dụ nói chuyện hoặc gặp những người có chuyên môn hoặc là mình đọc sách chẳng hạn, nói trạng thái đầu gối extension, mình đang đứng hoặc là mình đang bước thì đầu gối mình đang ở trạng thái gì? Ví dụ trong động tác lunges này. Lunges này. Thì chỗ này đầu gối chị này đang trạng thái flexion đúng không? Đó, gặp lại. Rồi, nhưng mà lúc chị bước đứng thẳng lên thì đầu gối chị extension. Ok. Rồi, hoặc ví dụ squat chẳng hạn. Squat chẳng hạn thì lúc squat xuống thì là gối extension, knee extension, knee flexion lộn. Flexion là gặp ha. Còn extension là duỗi. Rồi, tiếp theo thì mình có gì? Hip. Hip flexion và hip extension. Cái hip này mình phải đây các bạn hãy thấy lúc mà co lên nè thì là flexion, co cái đùi lên cũng là hip flexion.
mà gặp cái thân người xuống cũng là flexion luôn. Các bạn có thể thấy đây hình E và hình F nó đều là flexion hết, mặc dù hai động tác khác nhau vẫn là hip flexion. Chỉ có riêng cái đá ra sau này co cơ lại là flexion. Không phải là co cơ, mà đây để mở cái hình cho mấy bạn coi thì là hip complex. Nó không phải là mình xem xét cái góc của cơ mà mình xem xét cái góc độ của cái khớp, góc của khớp. Đây ví dụ cái này là cái khớp hông này ha. Khớp hông thì khi mà cái động tác nãy giống như giơ đùi lên, giơ chân lên, hiểu không? Giơ chân lên thì cái xương này, cái xương chân nè, nó cao lên, nó gặp cái góc độ của cái phần xương hông và xương đùi nhỏ lại thì gọi là flexion. Hiểu chỗ này không? Hiểu không Quân? Góc cái, của xương hông với xương đùi nhỏ lại. Đúng rồi, góc của hai cái xương, hoặc là mình có thể gọi là cái khớp, cái góc độ của khớp nhỏ lại thì là flexion. Ok. Ví dụ như bicep curl cũng vậy. Bicep curl mình không phải đánh giá cái cơ mà mình đang đánh giá cái khớp á. Nhìn vô cái khớp ấy ha. Anatomy nè. Tức là tập trung vô khớp thôi không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái góc của cái khớp. Đúng rồi, nhỏ lại tức là flex. Đúng rồi. Extend ra là extend. Đúng rồi, yeah. đúng rồi. Đó. Ví dụ như đây. Cái khớp nè, cái khớp này duỗi ra là gần 108, gặp lại còn 90 thì lúc mà gặp lại gọi là flexion. Còn duỗi ra thì là extension. Thì mình coi cái góc là cái góc của khớp ha, chứ không phải là coi cái góc của cơ. Được chưa? Góc là góc của khớp. Nên okay. Nên nó mới có cái chuyện là hai động tác khác nhau, nhưng mà cái góc này nó thay đổi nè. Cái góc này đều là góc của cái hông hẹp lại nên gọi là flexion hết. Còn đây đá ngược về sau, cái góc của cái hông này mở ra thì gọi là extension. Đó, để các bạn hiểu cái chỗ này. Rồi. Tương tự spinal flexion, spinal là cột sống ha, flexion gặp về trước. Còn ưỡn ra sau thì là spinal extension. Tiếp theo elbow, elbow là bicep curl nè, gặp lên. Mình coi cái góc của cùi chỏ ha, xương này. Rồi xương này giãn ra. Rồi ok, cái chỗ vai này nè, cũng nói nè. Chỗ vai này thì mình coi cái góc nào? Mình phải coi về cái góc tổ hợp khớp vai. Shoulder joint complex. Thì mình coi cái góc tổ hợp của cái khớp vai á. Đây, khi mà cánh tay giơ lên, đây là xương cánh tay nè. Ví dụ cánh tay này giơ lên thì cái góc giữa cái xương này và xương này nó hẹp lại thì sẽ gọi là flexion. Còn khi duỗi xuống thì là extension. Cái góc giữa cái xương trên nè và xương dưới. Thấy không mấy bạn? Cái góc giữa hai cái xương này ha là cái khớp vai á. Nên nó mới có cái hiện tượng đây L nè. Lúc mà giơ tay lên, tại mình hỏi ủa tại sao giơ tay lên cái tay mình vẫn thẳng mà nó gọi là shoulder flexion L, thấy không? Chỗ này là người ta đang xem xét của cái góc của cái xương nè, hai cái xương này nè. Được không? Hiểu chỗ này không? Cái khớp vai nó hơi rắc rối chỗ này, khớp hông với khớp vai nó hơi rối á. Đây là hai cái khớp mà khó chịu nhất trên cơ thể mình tại vì nó phức tạp và dễ tổn thương. Hiểu cái góc này không? Cái góc giữa cánh tay và cái khớp ổ vai nè, ổ khớp vai nè. Khi cánh tay giơ lên, cái góc độ này nhỏ xuống thì người ta gọi là flexion. Còn khi hạ cánh tay xuống thì là extension. Còn nếu mình không hiểu, mình thấy ồ cánh tay giơ lên, cái người mình đang giãn ra vậy, chắc là extension. Còn này gập xuống vậy, chắc là flexion. Thì không phải ha, ngược lại. Coi cái góc ngay chỗ khớp vai ổ vai nè. Ok. Hiểu không Quân? Ok, hiểu. Ok. Rồi tương tự này cervical, cái cổ gập xuống thì là flexion, đẩy lên là extension. Đó. Rồi. Tiếp theo tới mặt phẳng. Dưới này là nó đang mô tả lại thôi, nó đang giải thích lại mấy cái mà nói thôi. Extension là đang thẳng ra nè. Và hyperextension là quá bị ưỡn quá mức, ưỡn quá mức so với cái khớp cho phép mình đang cố ưỡn lên á. Giống như mấy người bị có những cái tư thế sai, giống như ưỡn lưng đẩy mông về sau nhiều quá thì gọi là hyperextension. Nó sẽ gây ảnh hưởng đau lưng chẳng hạn. Cái đó sau này mình sẽ học tới. Rồi. Cái hoạt động flexion này và extension này diễn ra ở những cái khớp nè. Lưu ý là khớp ha, chứ không phải là cơ. Khớp bao gồm có cột sống, khớp vai, cùi chỏ, cổ tay, khớp hông, đầu gối, bàn chân,
và bàn tay. Đó, những cái điểm mà mình lưu ý. Rồi, đây là flexion extension. Trong mặt phẳng frontal, frontal đây, thì nãy mình có nói là có abduction với adduction. AB là đưa ra, còn AD là đưa vô. Và nó còn một tên gọi khác là eversion và inversion. Cái này mình, mấy động tác này mình ít gặp hơn, nên mình sẽ có thường gặp động tác này của CD này nhiều hơn. Tại vì có những bài, cái tại vì như nãy nói là cái khớp hông nó phức tạp và bị tổn thương, nên nhiều bài tập về cái vòng này hơn. Nên mình sẽ nhớ hip abduction với hip adduction. Abduction là đá ở ngoài, abduction là đá ra, còn adduction là đá vô trong. Là hai cơ khác nhau ha. Và mình xem góc độ khác, mở ra mở vô của cái phần xương hông nó cũng khác luôn. Rồi, lateral flexion là đang coi cái cột sống nghiêng qua nghiêng lại. Mặt phẳng này là mặt phẳng frontal nha các bạn. Mặt phẳng chia nửa phía trước và nửa phía sau, nên đây là cái người đang nghiêng qua trái, nghiêng qua phải nè, nghiêng qua trái, nghiêng qua phải nè. Rồi shoulder abduction tức là anh này giơ cái tay qua bên trái, qua bên phải cho đến khi lên trên đầu, chứ không phải là giơ phía trước. Cái hình ở trên này, hình trên này là giơ từ phía trước lên trên overhead và đưa ra sau. Còn cái hình dưới này, tổ hợp vai thì là giơ qua bên hông ha, giơ bên phải đến khi lên overhead, thì nó là gọi là shoulder abduction. Còn khi từ ở trên dập xuống dưới người thì gọi là abduction shoulder. Rồi cervical thì tại vì nó nghiêng được hai bên, nghiêng hai bên thì gọi là flexion, là cái góc độ của cái hộp sọ và cái cột sống mình nghiêng qua nghiêng lại ha. Rồi một cái phần quan trọng nữa mà mình sẽ luôn gặp, đó là cách điều khiển xương bả vai, scapula. Scapula nó có bốn cái chuyển động để đi hết cái phần ba mặt phẳng ha. Ba mặt phẳng, còn một mặt phẳng nữa là mặt phẳng transverse nè, là xoay, mình xoay bàn chân ra ngoài, xoay bàn chân vô trong, xoay ra là external. Có những cái cụm từ này thường gặp mình sẽ nhớ ha, external là xoay ra, internal xoay vô. Rồi ngửa hoặc sấp, supination là ngửa, pronation là sấp. Đó, nhớ những cái đó. Và nhớ là nhớ những cái chữ này thôi. Còn từ cái chữ chữ này, tùy theo cái phần của cơ thể nó là phần gì mình ghép vô. Như ví dụ đây hip, mở cái bàn chân ra, nhưng mà thật ra là cái hip này nó đang xoay cái ổ trong khớp, tại vì cái nguyên chân này đang thẳng nè. Xoay là cái xoay cái trục ở trong cái khớp hông á, nên gọi là hip external nè. Nên ví dụ sau này một người đang bị hip internal quá mức, cái hip internal bị căng quá, thì mình phải giãn trong đó ra và mình tập cho hip external mạnh lên. Đó, thì mình phải biết là nó đang hoạt động cái bài nào. Ví dụ muốn tập hip external mạnh lên làm gì giờ? Buộc cái dây vô bàn chân rồi xoay chân ra ngoài. Đó, để nó tập cái hip external mở ra. Hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề tại sao biết những cái tên gọi này không? Đó. Rồi, shoulder external rotation internal. Xoay ra xoay vô. Xoay ra xoay vô này là của cái khớp vai ha. Khớp vai này xoay ra xoay vô nè. Rồi, cái này nữa, horizontal abduction. Tức là để cánh tay ngang mở ra và để cánh tay ngang đó gập vô. AB, adduction. Xoay cột sống, xoay cổ. Rồi đến cái scapula. Scapula này. Có ai mình kéo xô đu xà chẳng hạn mà thấy mỏi tay hơn mỏi lưng không? Thấy mỏi tay là chính. Mỏi tay là chính. Để cho grip yếu. Rồi, có ai nữa không? Có ai giống trường hợp Quân không? Còn một phút.